Thưa quý khán giả, như chúng tôi đề cập trong bản tin thời tiết nông vụ hôm qua, tỉnh Cà Mau là nơi có diện tích nuôi cua lớn nhất cả nước với 250.000 hecta. Những năm gần đây, nhờ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác, đặc sản cua Cà Mau vươn xa các nước như là Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, giúp người nuôi nâng cao thu nhập. Để đạt được tiêu chuẩn xuất khẩu, tùy theo cua gạch hay là cua thịt, có những yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung là chúng được dán logo, tem in ấn lên và có mã vạch khi đi ra thị trường các nước. Khi đó, chỉ cần truy cập mã vạch trên điện thoại thông minh sẽ biết xuất xứ, quy trình nuôi. Trước đó, cua Cà Mau được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Văn bằng bảo hộ sản phẩm dựa trên nghiên cứu về khí hậu, thủy văn khu vực vùng địa lý, nhiệt độ, nguồn thức ăn để con cua sinh trưởng và phát triển trong môi trường tự nhiên. Cùng với đó là tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm đối với cua gạch, hàm lượng protein, lipid trong thịt cua. Đây là cơ sở để Cà Mau tăng cường quản lý, kiểm soát và quảng bá thương hiệu sản phẩm, đưa con cua Cà Mau ra thị trường trong và ngoài nước, góp phần nâng giá trị, tăng thu nhập cho người nuôi. Thưa quý khán giả, Nam Bộ đang trong giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm. Khu vực miền Đông đạt mức nhiệt từ 39 đến 40 độ, miền Tây từ 37 đến 38 độ. Giải thích về xu hướng nắng nóng tăng cường, Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia về khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thành viên ban cố vấn Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang cho biết, ngày 21 tháng 3 là ngày xuân phân. Từ sau thời điểm này, mặt trời ở gần xích đạo nhất. Theo quỹ đạo, mặt trời dịch chuyển dần lên phía Bắc, hay người ta còn gọi là chuyển động biểu kiến. Do mặt trời ở gần xích đạo nhất nên nắng nóng cũng đặc biệt gay gắt, kèm theo đó là các tia bức xạ như tia cực tím cũng mạnh hơn. Chính vì vậy, giai đoạn từ nay đến giữa tháng 4 là đỉnh điểm nắng nóng ở Nam Bộ. Người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe bởi nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nội dung này cũng khép lại bản tin thời tiết nông vụ hôm nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.